Phen này quỷ đỏ chạy dông, thăng long hớn hở quân nhân quân dân trang hòa. Từ đây thống nhất sơn hà, con dân nước Việt muôn đời và ca vang. Con dân nước Việt muôn đời ca vang. Thời đà sắp đến nơi rồi, nội tình đen tối từ trong ra ngoài. Không sao ngang đổi phong ba, thăng long đỏ rực quân ba quân binh kéo vào. Hai tên phản quốc mang đồng, nhân dân xử tội hết loài dông nô. Từ đây đất nước thanh bình, con dân nước Việt trở về vương. Phen này lục quốc không thay, cho làm cho chịu thầy thì chạy dông. Tiếp tục mấy giờ quên khúc nè. 50 năm chẳng có gì, nhân dân đói khổ lầm than khắp miền. Có nghĩa là thời 80 năm khi mà Bác Hồ, mình phải nói chuyện bác đàng hoàng mình tôn trọng, Bác Hồ ký hợp đồng với Hội đồng Tiêu Phật là xã nghiệp cho nước Việt 80 năm. Từ 80 năm nay không có làm gì rạng người con rồng cháu tiên hết. Cũng chưa bao giờ tuyên bố là chống ngoại bang Trung Cộng. Có công nào trong các hàng lãnh đạo mà nói là chống Trung Cộng không? Không đúng không? Nên sau này cái lịch sử của nước Việt á, sẽ để lại một cái lịch sử một thời cầm quyền của một đảng hèn nhát bán nước tham nhũng. Một lịch sử rất là đau đớn của dân tộc nước Việt. Đâu giống như xưa ngày Trận Đạo phải không, ngày Giết Yêu phải không, vì nước quên thù nhà đồ. Rồi bà Trưng bà Triệu không, kể voi rồi đánh không, tao thôi là tự tử. Đâu còn như vậy nữa. Rồi Lý Thường Kiệt. Bây giờ mình có nhiều anh thư Mỹ lắm á, quá trời anh thư luôn. Mà anh Thư á, rồi cái đi qua gặp mấy ông thầy quốc danh được cuốn liền á, làm cho anh Thư mình á cà gù cà gặp nữa. Hôm nay Thiên Tâm ra đời á, không biết độ được như anh Thư à. Theo mấy thầy của Việt Nam biết thành cà gù cà gặp á. Tam vô mà, vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình. Cho làm cho chịu thầy thì chạy vong. 50 năm chẳng có gì, nhân dân đói khổ lầm than khắp miền. Trời cao thấu rõ tâm can. Đừng có biết là cha và hội đồng chư Phật không có thấy nước Việt mình khổ nha. Khổ á, mấy vị biết hết. Xài lan dạ thú, Đổ bầy chạy đâu. Anh em huynh đệ chớ thời đánh nhau. Làm sao nước mạnh dân giàu, muôn dân hạnh phúc mới là tài cao. Bầu trời hết ám mây đen, bình minh tỏ rạng khắp miền nước non. Bữa nay đọc thơ của bộ dễ hơn, nhưng mà đến lúc giải thích nó cũng có một chút hình mệt. Tưởng đâu bữa nay bớt dùng mà điểm phải không? Cũng chút. Có bài này. Đố ai biết được thánh phàm, biết người cứu thế mới hay anh tài. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạc kỳ. Ngu ngơ giả dại giả thần, nửa mê nửa tỉnh nửa răng dạy người. Nói năng làm việc dị kỳ, cợt đùa đủ hạn vuốt râu của rồng. Âm thầm chuyển pháp các vua, hòa bình khai mở muôn dân an lành. Pháp thiên cơ chuyển xây vầng, nông thương công mãi đủ đường ấm no. Đến khi kết cuộc rõ ràng, giật mình mới biết
mình quen lâu rồi. Nhãn hình ai cũng biết tên, cho rằng điên loạn nói lời thị phi, cho nên mới rẻ mới kinh, nhờ đó mà sống đến ngày hôm nay. Đến đây muốn biết là ai, vì sao ẩn hiện không ra độ đời, thương cho sanh chúng u mê, hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đường tu sanh chúng lu mờ, mê mà chấp pháp kẹt đời làm sao. Cho nên ẩn ẩn mờ mờ, huyến cho sanh chúng tịnh tu mau thành. Ôi Đà Phật, hết break time. Đói rồi. Nhắc tới Phật tử cơ ruột gặp cái nhớ cái bài này. Cái gì để nói trước khi kiệt ra đời á, cái bài này luôn.